Xin chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình rất là vui khi được quay trở lại tiếp tục chia sẻ một video mới nữa. Và ở video này thì mình sẽ chia sẻ cái giá vé máy bay mới cộng với lại cái giá visa nha các bạn. Thì ở những video trước thì mình không có chia sẻ cái giá visa khi mà mình đi về Việt Nam, là mình nhập cảnh vào Việt Nam là mình phải có visa cho tất cả những người công nhân Mỹ. Thì ở đây cái giá visa mà mình hỏi dịch vụ, nếu như mà các cô chú, các anh chị và các bạn mà mình mua vé máy bay ở tại dịch vụ thì người ta làm visa cho mình luôn, thì cái giá của nó là 70 đô. Còn nếu như mà các anh chị mà mình mua vé máy bay ở bên ngoài ha, xong rồi sau đó mình đi tới một cái dịch vụ nào đó đó, thì mình làm cái visa đó là cái giá 80 đô nha các bạn. Tại vì mình thấy nếu như mà các bạn mà mua vé của hãng United Airlines á, là mình mua online xong sau đó là mình phải đi ra mấy cái dịch vụ để mà mình làm visa đó, thì người ta sẽ chạc mắc hơn là nếu mà mình mua vé máy bay tại dịch vụ là 10 đồng ha. Thì sẵn đây là mình chia sẻ cái giá visa cho mọi người biết để mà mọi người chuẩn bị ha. Và khi mà mình tới mình mua vé máy bay á, là mình nhớ mang theo cái passport nha các bạn. Và cái passport này á, là các bạn phải để ý là nó phải là còn thời hạn sử dụng nha. Tại vì cũng có một số người khi mà mình lâu quá rồi mình không có về Việt Nam á, thì khi mà mình lấy cái passport mình ra mình coi á, thì cái passport của mình nó đã hết hạn hoặc là nó còn thời hạn ngắn, giống như là chỉ còn 1 năm nữa hoặc là còn 6 tháng nữa thôi đó. Thì mình cảm thấy đây là một cái thời hạn rất là ít. Mình đi về Việt Nam á, là mình phải có một cái sự chuẩn bị trước nha các bạn. Tại vì khi mà mình làm visa, tại đây là có loại visa nó dán vô rồi mọi người, nó dán vô đây như vậy nè, đâm ra thành cái visa này á là cái visa có thời hạn trong vòng 5 năm. Bởi vậy khi mà cái passport của mình mà hết hạn hay là còn một khoảng thời gian giống như là 6 tháng đi, thì mình phải renew passport trước khi mà mình đi mua vé máy bay rồi mình mới làm một cái visa 5 năm bỏ vô đây. Thì mình có thời hạn 5 năm là mình có thể đi về Việt Nam trong vòng 5 năm, đi rất là nhiều lần trong vòng 5 năm ha. Mà mỗi một lần mà mình đi về Việt Nam như vậy là mình có thể ở lại Việt Nam là 180 ngày, cái visa đó nó còn sử dụng á. Bởi vậy cho nên là không phải là cái vụ mà quên renew passport này, rất là nhiều người bị như vậy luôn các bạn, chứ không có phải là một số người đâu. Là tại vì đôi khi mình lâu quá mình không có về Việt Nam á, đâm ra thành mình không có để ý cái passport của mình á nó hết hạn. Ví dụ như là nó còn hạn đi nữa nhưng mà còn một khoảng thời gian ít thì mình nghĩ không sao, thì mình giữ như vậy. Thì khi mà mình đi mua vé máy bay Việt Nam á, là mình làm cái visa thì nó rất là ổn. Thì ở đây mình chia sẻ cho mọi người lưu ý một chút xíu về cái passport nha mọi người. Hôm nay thì có một cái tin rất là vui cho tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn nào mình đang có một cái dự định về Việt Nam trong tháng 11 này á, thì hãng Việt Nam Airlines đang on sale giá rất là nhiều luôn á các bạn. Thì mình còn nhớ là cách đây một tuần á, là mình chia sẻ cái giá vé cho tháng 11 á, là cũng mà 1.600 đó nha. Mà hôm nay á, là cái giá vé nó xuống chỉ còn 1.130 tại dịch vụ bán ra từ San Jose, California nha các bạn. Thì các bạn cũng biết là hôm nay á, là mình chia sẻ là các bạn phải sau khi mà mình xem cái video này, nếu như mà mình có dự định về Việt Nam trong tháng 11 này á, là mình phải gọi liền cho dịch vụ ở số điện thoại thì mình sẽ đọc sau đây cho mọi người ha. Vì đây là một cái giá vé mà mình cảm thấy bay thẳng mà có 1.130 là không có mắc nha mọi người, ok lắm. Tại vì bình thường nếu như mà mình mà đi hãng EVA hồi xưa đó là cái giá nó cũng cỡ như vậy đó, mà không có bay thẳng, có quá cảnh. Còn Việt Nam Airlines là bay thẳng 16 tiếng
thì mình nghĩ đây là một trong những cái giá vé rất là ngọt ngào cho mọi người luôn. Khi mà mình nghe được cái giá vé này mình cảm thấy rất là vui luôn á, và mình hy vọng mà các cô chú các anh chị mình có thể mua được một cái giá vé rẻ như vậy. Và cái giá vé này là chưa có tính visa nha. Nếu như mà cái giá vé này mà tính visa luôn á thì là 1.200. Nếu như mà mình tới đây mà mình mua vé máy bay thì ở chỗ dịch vụ là nó bán cái giá vé là 1.130 cộng với lại 70 đồng tiền visa nữa thì là 1.200. Thì đây cũng ok, 1.200 cộng visa luôn nha. Và mình cũng hỏi cái giá vé của hãng Korean Airlines thì từ hôm rày là Korean Airlines on sale giá rất là nhiều luôn, chỉ có 850 thôi các bạn. Mình cảm thấy mình chưa từng đi cái hãng Korean Airlines qua thì mình cũng không biết là cái hãng đó nó như thế nào hết, nhưng mà mình thấy cái giá vé thì rất là rẻ, rất là ngọt ngào luôn. Mà hiện tại thì không có còn chờ đợi rất là lâu ở phi trường nữa, thì mình nghĩ đây cũng là một sự lựa chọn cho tất cả các cô chú các anh chị mình tham khảo luôn. Và cũng là cái visa đó, nếu mà mình mà mua cái giá vé mà 850 á mà mình cộng visa vô nữa là 70 đồng nữa thì mình có cái giá là 920 thì cũng ok ha. Và cái hãng Nhật á thì trong cái tháng 11 này luôn là hãng Nhật cũng on sale giá luôn, có 900 mà các bạn. Mà tuần trước á là hãng Nhật á là 980 lận, nhưng mà tuần này là hãng Nhật á là chỉ còn 900 thôi. Có nghĩa là trong tháng 11 này là một cái tháng giá vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam rất là rẻ luôn ha. Còn nếu như mà mình mà cộng cái visa vô 70 đồng nữa thì chỉ có 970 đồng thôi. Và hãng Nhật thì nó hiện tại thì nó cũng đang rất rối một chút xíu về cái vấn đề quá cảnh, cho nên khi mà mình đi mua vé máy bay ở hãng Nhật thì mình nên hỏi kỹ dịch vụ một chút xíu ha. Dịch vụ sẽ hướng dẫn cũng như là chia sẻ rất là tận tình khi nào mà mình đi hãng Nhật mà mình quá cảnh ở cái phi trường nào đó, rồi cái phi trường nó có chuyển tiếp hay không á. Thì mình nghĩ là tất cả những cái dịch vụ ở đây đều nói là không có cần xét nghiệm Covid trước khi lên máy bay cho tất cả các hãng bay ở đây nữa. Thì mình nghĩ thông tin đó là chính xác từ dịch vụ á, nên ra khi mà mình mua vé máy bay á thì mình sẽ yên tâm hơn ha. Ở đây thì mình chia sẻ tất cả các dịch vụ tại thành phố San Jose nha các bạn. Tại vì mình không có quảng cáo riêng cho bất cứ một cái dịch vụ nào hết á. Thì mình đã từng mua vé máy bay của rất là nhiều dịch vụ ở đây rồi. Đâm ra thành mình thấy dịch vụ mà bán vé máy bay ở tại thành phố này thì chỗ nào cũng uy tín và dễ thương lắm. Đâm ra thành mình đi tới US Tour thì mình cũng thích, rồi mình đi Hồng Minh Chevo thì mình cũng thích. Mà hiện tại thì Hồng Minh Chevo thì nó ngừng bán vé máy bay rồi, tại vì ngày xưa tới giờ là Hồng Minh Chevo nó bán vé máy bay cho hãng EVA Airlines á, thì hãng EVA Airlines chưa có mở cửa, đâm ra thành nó cũng tạm dừng bán vé máy bay luôn. Thì cái chuyện này thì mình cũng không biết, nhưng mà hiện tại thì ở tại dịch vụ ở Hồng Minh Travel thì nó vẫn làm visa các bạn ha. Nếu như mà các bạn chưa có làm visa mà mình muốn làm visa không thôi á thì mình có thể tới Hồng Minh Travel ở đó làm visa cũng với giá là 80 đồng nha mọi người. Ở đây thì mình có một số điện thoại của những cái dịch vụ ở thành phố San Jose này. Nếu như mà các cô chú các anh chị mà mình muốn gọi trực tiếp để tham khảo á thì mình sẽ đọc cho các cô chú các anh chị mình biết cái số điện thoại của Ly gửi tiền lẻ là 408-270-1027 ha. Thì ở chỗ này thì có chị tên là Lan, chị bán vé máy bay ở đây rất là dễ thương luôn á. Đâm ra thành mình là người mua vé máy bay của chị trong mùa hè năm nay đó. Thì mình thấy ở đó dịch vụ phục vụ rất là tốt luôn á. Mình giới thiệu lại cho tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn nào mà mình đang phân vân chưa có biết là mua ở chỗ nào á ha. Mà mình cũng giới thiệu thêm là ở Hồng Minh Travel hay là mình có thể đi tới chỗ Việt Travel, số điện thoại là 408
946-8308 thì chỗ này cũng rất là ok. Và còn một chỗ mà mình cũng muốn giới thiệu cho mọi người đó, đó chính là ở US Tour á. Thì mình thấy US Tour ở đó bán vé máy bay cũng rất là ok luôn á nha các bạn. Mình có nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của các cô chú, các anh chị và các bạn đã comment ở những cái video cũ của mình á. Thì có hỏi về cái giá vé máy bay cho những tháng sắp tới, giống như là tháng 1 và tháng 2 là cái tháng Tết năm 2023 đó. Thì mình trả lời luôn là hiện tại bây giờ thì hãng Vietnam Airlines chưa có rõ ràng cũng như là chưa có cập nhật được cái giá vé máy bay cho Tết ở giai đoạn này ha. Mình nghĩ là phải chờ thêm một chút xíu nữa. Nếu như mình mà biết được cái giá vé máy bay Tết của hãng Vietnam Airlines thì mình sẽ chia sẻ ngay cho tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn mình biết được để mình book vé máy bay cho sớm. Còn hiện tại thì mình đã biết được hãng Korean Airlines và hãng Nhật thì đã có vé máy bay Tết rồi, nhưng mà mình đợi cho tới khi nào mà hãng Vietnam Airlines ra vé máy bay luôn thì mình sẽ chia sẻ một lần luôn ha mọi người ha. Mình đã mua vé máy bay hãng Vietnam Airlines về trong mùa hè năm nay á. Thì không phải là mình làm video này để mình lúc nào mình cũng quảng cáo cho hãng Vietnam Airlines hết. Bởi vì là mình nghĩ là hãng Vietnam Airlines bay thẳng 16 tiếng về Việt Nam đó, thì mình cảm thấy nó rất là hấp dẫn mình, cũng như là khiến cho mình có một cái trải nghiệm mới. Rồi mình chia sẻ lại cho mọi người coi khi mà mình bay thẳng như vậy thì nó có ok hay không, và hãng Vietnam Airlines bay như thế nào, có giống như người ta nói hay không, để mình chia sẻ lại ha. Vì mình hè này mới bay, mình chưa có bay, đâm ra thành mình không có thể nói là nó rất là tốt hay là nó như thế nào hết á. Để khi mà mình trải nghiệm mình lúc đó mình mới chia sẻ thực tế luôn. Nhưng mà có một cái điều là mình rất là thích cái giờ bay của hãng Vietnam Airlines. Chẳng hạn như là dịch vụ đưa cho mình đây nè, là cái giờ bay của mình đó là mình bay vào thứ bảy á các bạn. Có nghĩa là mình bay 11:55 ha. Thì ở đây là dịch vụ có đưa cho mình cái thời gian bay của mình là 11:55 là cái ngày thứ bảy, có nghĩa là một cái khoảng thời gian rất là đẹp khi mà mình đi ra phi trường á, là mình có thể đi trong ngày thứ bảy luôn và đi sớm một chút xíu. 11:55 á thì có nghĩa là nó còn có một chút xíu nữa là mình tới 12 giờ là qua ngày chủ nhật rồi. Đâm ra thành mình mà bay cuối tuần như vậy á là nó rất là thoải mái nữa. Và cái khoảng thời gian mà mình bay từ San Francisco mà mình bay tới Tân Sơn Nhất á là có 16 tiếng 5 phút, và mình xuống phi trường Tân Sơn Nhất lúc 6 giờ sáng. Thì đây là một cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy rất là tốt luôn, vì mình xuống phi trường đó rất là sớm thì mình có rất là nhiều thời gian, cũng như là khi mà mình xuống phi trường sớm á thì nó rất là mát luôn á. Tại vì mấy lần mà mình đi hãng Eva đó thì mình xuống là 11:30 12 giờ trưa đó, thì lúc có khoảng thời gian đó nó nóng lắm. Và mình thấy cái hãng Vietnam Airlines mà mình xuống khoảng 6 giờ sáng như vậy là rất là mát luôn á. Thì người nhà mình thì đi đón thì nó cũng mát nữa. Cho nên đâm ra thành mình nghĩ là đây là một cái khoảng thời gian mà mình bay như vậy thì rất là dễ dàng cho mình, cũng như là dễ dàng cho người đi đón luôn. Và còn cái hành trình mà khi mà mình bay qua thì nó cũng là thứ bảy luôn mọi người. Ngày xưa mà mình mà mua vé máy bay mà bay thứ bảy hay là chủ nhật á là thường hay thêm 50 đô nữa. Nhưng mà bây giờ thì mình bay hãng Vietnam Airlines là mình bay thứ bảy và về thứ bảy luôn, thì giá nó cũng vậy, nó cũng không có lên là 50 đồng gì hết á. Mà mình á thì mình mua vé máy bay sớm trong mùa hè, đâm ra thành mình có được một cái giá vé là 1.350 mà chưa có tính visa nha các bạn. Nếu như mình mà cộng visa nữa thì có nghĩa là mình vé mình lên tới 1.400 lận nha, 1.400 mấy chục lận. Đâm ra thành nó cũng là không có mắc quá mà cũng không có rẻ quá, nó cũng ok. Nhưng mà so với lại cái thời điểm này mà nếu như mà các bạn mà mua vé máy bay về Việt Nam mà hãng Vietnam Airlines cho tháng 7 này thì cái giá của nó không bao giờ mà là dưới 2.000 được hết á, là trên 2.000 không à. Có một số cô chú ở những tiểu bang khác á cũng có comment hỏi mình đó là
khi nào mà hãng Việt Nam Airlines đón khách ở những tiểu bang khác giống như là New York và chi nhà những tiểu bang lạnh rồi đó các bạn. Thì điều này thì mình cũng không có biết nữa, nhưng mà mình cũng ước mong là hãng Việt Nam Airlines có thể có nhiều chuyến bay cho tất cả các nơi trên nước Mỹ này luôn ha, chứ không có phải tại San Francisco nữa, mà là nơi nào cũng có hãng Việt Nam Airlines khắp nơi để đón đồng bào Việt Nam mình về quê hương. Thì mình cũng cảm thấy là may mắn khi mà mình được ở đây. Khi mà mình bay về thì nó gần hơn, nó nhanh hơn một chút xíu, vì mình cũng có một số bạn ở tiểu bang khác đó, mà muốn đi hãng Việt Nam Airlines là phải bay từ cái tiểu bang đó, chẳng hạn như ở North Carolina đi, là mình muốn đi hãng Việt Nam Airlines là mình phải bay từ đó mình bay tới San Francisco, xong sau đó là mình mới mua vé bay mới bay về Việt Nam, thì nó mắc hơn một chút xíu ha, chứ không có rẻ giống như mình là mình ở đây. Nãy giờ thì mình cũng chia sẻ video cũng đã dài rồi, mình chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn đã bỏ một cái thời gian rất là quý báu ra xem kênh YouTube của con gái bà Tô nha, và mình xin dừng video này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha, và các bạn nhớ đừng có quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ha, và mình có thể cập nhật được những cái giá vé máy bay mới nhất trong những ngày sắp tới, rồi mình chia sẻ lại cho tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn mình tham khảo, để mình có thể book một cái giá vé máy bay rẻ mình về Việt Nam thăm gia đình của mình trong những ngày sắp tới. Và mình kính chúc tất cả các cô chú, các anh chị một ngày mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc, ấm áp và vạn sự cát tường như ý. Bye bye mọi người.